Kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Những khóc cười ngây ngô ở những bệnh nhân tâm thần, ở một khía cạnh nào đó lại giúp cho nỗi đau của họ được quên đi. Chỉ tồi tệ nhất là cái cuộc sống không có ngày mai, cứ và vật, giật giờ bởi tình thương của người thân, bè bạn, láng giềng. Câu chuyện đời đầy đớn đau của cha con ông Bùi Thanh Minh ở ngôi nhà men con đường phía chân đèo Mimosa, phường 3, thành phố Đà Lạt, nơi có một người con gái tâm thần nương tựa vào người cha, không còn nổi sự minh mẫn sau bao lần hứng chịu những nỗi đau, đã có thêm những cảm thương gửi đến để những chuỗi ngày phía trước của hai cha con có thêm chỗ bấu víu tựa nhờ. Huệ mắc chứng bệnh tâm thần, căn bệnh đã hành hạ em gần chục năm nay. Kể từ sau khi chứng kiến sự ra đi của anh cả, chàng sinh viên mắc căn bệnh ung thư máu, cũng là người thân thứ ba trong gia đình em mãi mãi đi xa. Huệ đã mất cả mẹ, em gái và anh trai mình bởi những căn bệnh hiểm ác như thế. Ba di ảnh trên bàn thờ là ba nỗi đau đến nghẹt thở. Tất cả những gì còn lại cho người ta thấy quá khứ, những kỷ niệm và cả tương lai của hai người còn lại nơi này. Có lẽ vì vậy mà họ khó có thể đối diện với thực tại. Ngày vòng tay nhân ái đến trao gửi những niềm thương, người nhận lấy để lo lắng thêm mỗi ngày cho hai cha con anh Minh, cũng là người chị vẫn nhường cơm, xẻ áo, người vẫn giặt bàn tay tất cả quần áo, mền khăn cho hai cha con suốt bao năm nay. Trong cái khó, cái thiếu, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Dù trước mắt, chương trình chỉ trợ giúp được cho em Huệ và cha 500.000 đồng mỗi tháng, nhưng bà con ở đây vui nhiều. Niềm vui của người biết bên cạnh số phận éo le vẫn luôn có những trái tim ấm đồng hành. Còn bây giờ có tiền này á, cái tiền này thì mua cho gia con ăn thế thôi, chứ còn cũng nhờ chứ không cũng tôi cũng già rồi, cũng là vì nuôi cháu em út được, cảm thấy mừng chứ, mừng cho hai cha con đó à, chứ mình cũng đỡ chứ mình cũng già, không có gì đâu cho em út. Nói chung làng xóm quá biết ơn à, chứ bây giờ mình biết ở đây thì nói chung cũng muốn giúp đỡ mà mình cũng có hạn thôi, mình đâu có nhiều đâu mà mình giúp cho nhiều, cho nên mình quá tuyệt vời hả, biết ơn nhiều lắm nha. Nói chung mình làng xóm đại diện biết ơn nhiều lắm. Bây giờ mà làm sao mà cho ở trên đó mà nếu mà sắp xếp được á, thu xếp được là chữa bệnh giùm cho con gái tạo nó còn trẻ quá, à, mình thấy vậy mình tụi này cũng già rồi, chết rồi ai lo tạo. Niềm thương, niềm mong của những con người cũng chẳng hề dư giả, lại tật bệnh đau ốm. Nhưng họ chia cho nhau những gì mình có, họ chịu chung những cơn khóc, cười, la hét triền miên trong đêm. Bởi những ngôi nhà tạm nằm sát nhau trong những chuỗi ngày não nề, giờ đây trong ngôi nhà có người, nhưng như hoang tàn ấy, hai cha con anh Minh vẫn tiếp tục dựa vào nhau trong những cơn khóc cười tỉnh mê, dựa vào những bà con còn lại và dựa vào những tấm lòng ở nơi xa luôn dõi theo, đỡ đần trong những xót xa. Chỉ mong sao tiếp tục những yêu thương để em Huệ có thể đi điều trị bệnh, để có một niềm hy vọng được thắp lên trong căn nhà lạnh lẽo và lắm nỗi bi thương ấy. Cho Huệ, cô con gái 26 tuổi, còn có thể có một tương lai cho cuộc đời khốn khổ của mình.